Vâng, thưa quý vị, tôi tin chắc rằng bây giờ bài hát We Wish You a Merry Christmas đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người thuộc, chẳng khác gì bài Happy Birthday hay là Happy New Year. Những ngày này, nếu đang sinh sống làm việc ở các thành phố lớn, quý vị sẽ cảm nhận rõ không khí của Giáng sinh đã tràn ngập phố phường, và không biết từ bao giờ ngày lễ của những người Công giáo đã trở thành một sinh hoạt cộng đồng. Vâng, tôi thì cũng phải thú thật rằng là dù mình thì không theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà khung cảnh rực rỡ với sắc trắng và đỏ của những đồ vật trang trí thì cũng khiến cho nhiều người, trong đó có tôi, cảm thấy mùa đông thật là ấm áp. Với những người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thì họ lại được sống trong khung cảnh thơ mộng khi mà năm nào vào những ngày này thì nhiệt độ cũng xuống thấp hơn mọi ngày. Vâng, và không chỉ dừng lại ở sự thay đổi của không gian, thời tiết, sự ấm áp hay là an lành từ ngày lễ này mang lại, mà còn chính bởi trong cách mà chúng ta đối xử với nhau, cách chúng ta thay đổi chính mình. Và chúng tôi mời quý vị cùng đến với câu chuyện thú vị đang diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe rác với họa tiết trang trí Giáng sinh này đã thu hút được sự chú ý của bất cứ ai khi nhìn thấy nó. Xe đó là xe ông già Noel hay xe rác. Rồi bật cười yêu đời khi lần đầu nhìn thấy, bởi không ai nghĩ một chiếc xe rác lại có thể khoác cho mình chiếc áo Giáng sinh độc đáo và vui nhộn đến như vậy. Đó là cách mà vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Tuấn và chị Đặng Thị Diện, công nhân thu gom rác sinh hoạt, đón Giáng sinh và lan tỏa niềm vui đến những người xung quanh. Sắp tới Noel mình treo trước vậy, có bầu không khí người ta nung nao, người ta chờ tới Noel, sắp tới Noel vậy đó. Thấy vui thì mang Giáng sinh đến cho mọi người. Trên chiếc xe chở rác được trang trí dây kim tuyến, quả thông, đèn hoa và tiếng nhạc Giáng sinh. Tất cả đều là của người dân không dùng tới. Vợ chồng anh chị tận dụng và biến tấu cho chiếc xe chở rác có 102 này. Đi đến đâu thu gom rác, anh chị cũng nhận được rất nhiều nụ cười tươi của mọi người. Điều này giúp cho anh chị cảm thấy công việc của mình thêm ý nghĩa. Vâng, quả là tuyệt vời đúng không ạ? Nếu như có một chiếc xe rác lung linh với tiếng chuông leng keng như thể đến ngõ nhà bạn vào buổi chiều, hẳn ai là cũng cảm thấy là muốn đi đổ rác như là một niềm vui. Và niềm vui đó còn đến từ nhiều hành động, việc làm trong ngày này. Những người có Công giáo trong ngày lễ Noel sẽ trang trí nhà cửa, cây thông Noel, đi nhà thờ, cầu nguyện và tặng quà cho nhau. Tự chung lại đó là niềm vui từ sự sum họp, niềm vui từ sự chia sẻ và quan tâm. Và với tinh thần ấy thì rất giống với những ngày lễ Tết cổ truyền của người Việt. Chúng ta gọi Noel chính là mùa, là ngày lễ của sự yêu thương và chia sẻ. Và để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay một vị khách mời đặc biệt. Đó là chị Bùi Thu Phương. Chị là người phụ trách chương trình Hy vọng Xanh, một hoạt động thiện nguyện vô cùng có ý nghĩa đang diễn ra vào đúng dịp Giáng sinh này. Và chị cũng đang là người bảo trợ giúp cho nhiều trẻ em nhỏ kém may mắn hiện đang sống tại mái ấm Thành Tâm của nhà thờ giáo xứ Suy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Và trước hết là xin cảm ơn chị Bùi Thu Phương đã đến với chương trình. Câu hỏi đầu tiên dành cho chị là chúng tôi rất muốn biết là chị có theo đạo Thiên Chúa hay không, và lễ Giáng sinh thì có ý nghĩa như thế nào với chị? Mình không theo đạo Thiên Chúa, và dịp lễ Giáng sinh thực ra là mình chỉ nghĩ đơn giản là một dịp để chia sẻ yêu thương, trước hết là với chính bản thân các con cái, với gia đình mình. Thứ hai là cũng là hòa chung với cuộc sống cộng đồng bình thường thôi. Chứ mình cũng không có một cái ý thức nhiều về cái việc là chúng ta phải làm gì nó trong cái dịp Giáng sinh cả. Thế thì có lẽ là vì những cái lý do như vậy mà chị tổ chức những hoạt động có ý nghĩa trong dịp như thế này, phải không ạ? Và chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chương trình Hy vọng Xanh mà nhóm của chị Thu Phương đang triển khai tại Hà Nội. Giáng sinh đang đến rất gần. Và hôm nay không phải là một giờ họp mỹ thuật đơn thuần. Các em học sinh của trường tiểu học Thăng Long Kidsmart Hà Nội đang tham gia vào một hoạt động ý nghĩa, vẽ tranh để gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư. Những nét vẽ ngộ nghĩnh đang gửi gắm những ước mơ thật cao đẹp của các em dành cho những em bé kém may mắn hơn mình. Noel, ai bảo chỉ là dịp để trẻ em nhận quà. Noel còn là dịp để các em trao yêu thương cho tất cả mọi người. Mà mong ước của trẻ em chính là những điều chân thành và đẹp đẽ nhất. Vâng, tôi muốn được biết rõ hơn là làm sao lại những cái điều kỳ diệu như vậy lại có thể xảy ra. Rõ ràng là chúng ta thấy là những bức tranh vừa rồi các em thì không phải là quá xuất sắc, thế nhưng mà lại mang lại cơ hội cho những người không may mắn. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về chương trình này được không ạ? Các em vẽ tranh bằng tay. Tuy nhiên là cái thông điệp và cảm xúc trong bức tranh nó là từ tấm lòng. Và tôi tin là các em ý thức được rằng khi các em vẽ một bức tranh đó, các em đã dành cho trái đất này một cái niềm hy vọng rất là lớn về một cái cộng đồng luôn luôn có sự hạnh phúc và sự may mắn sẻ chia. Và tôi cũng tin thêm một điều nữa là các em đã có sự hiểu biết hơn
về những cái khó khăn và những cái bệnh tật trong thời hiện đại này. Mà trong khi đó nhà trường thì có thể là cũng không có thể giúp các em được nhiều với thông tin này. Nhưng những chương trình của tôi có lan tỏa được cái điều đó cho các em. Vâng, tôi được biết là hiện nay chị cũng tham gia giúp đỡ rất nhiều cho các trẻ nhỏ không may mắn đang sinh sống tại mái ấm Thánh Tâm. Chị có thể chia sẻ thêm về việc làm của mình được không? Tôi có duyên về mái ấm Thánh Tâm kể từ dịp Noel năm 2012. Thời điểm đó tôi và một bạn nữa là trên một con đường đi thiện nguyện tình cờ có ghé qua. Và cũng từ cái dịp Noel đó đến nay đã là 4 năm rồi. Thì chúng tôi luôn luôn là có những cái sự hỗ trợ với các em vào dịp Noel, dịp Tết, Trung Thu vào tháng 6. Thực ra thì với những cái ngày đó thì thực tế là tôi cũng có làm thêm những cái chương trình nơi khác. Nhưng riêng ở mái ấm tôi có một cái tình cảm đặc biệt đối với các em. Bởi vì nếu như bạn được nhìn cái sự hy sinh của những người chăm sóc các em là những sơ và sự nghị lực của các em bé ở mái ấm thì tôi tin là bạn cũng sẽ học được rất nhiều điều về sự sẻ chia. Và đầu tiên cái bạn có đó chính là nghị lực của các em đấy mấy bạn. Vâng, chị Thu Phương thân mến, những cái ngày này thì chúng ta đều thấy là mỗi cái việc làm của chúng ta, những cái việc làm tốt đẹp của chúng ta dành cho các em nhỏ thì nó đều có những cái giá trị ý nghĩa vô cùng. Bởi vì là với các em nhỏ khi mà đã biết đến ông già Noel thì chắc hẳn là em bé nào cũng mong muốn là sẽ được nhận những cái món quà của ông già Noel. Bản thân tôi thì ở nhà cũng có một cháu nhỏ và tôi biết cái sự háo hức của em bé như thế nào. Vậy thì chị có thể chia sẻ về cái niềm vui của các em bé trong cái quá trình mà chị làm việc, các em đã vui sướng như thế nào được không ạ? Cứ mỗi lần mà tôi có thông báo trước mà là tôi có về thì các con gần như là có sự chuẩn bị rất là nhiều. Ví dụ như là muốn là tôi về là sẽ các em có mặt đầy đủ hết. Tại vì trong cái số 38 em trong danh sách của mái ấm Thánh Tâm có sự bảo trợ của mái ấm thì chỉ có 21 em là ở trong mái ấm được sự chăm sóc trực tiếp, còn 17 em là sống bên ngoài. Và mỗi lần tôi về là luôn luôn các em, bố mẹ có đưa các em ra. Và các em thì có những em khiếm thính, những em khiếm thị, những em khuyết tật, những em bị bệnh liên quan rất là lớn đến cái việc là kiểm soát cái hành động của mình. Tuy nhiên là bằng mọi giá, dù đang nằm trên giường bị xích tay nhưng các em vẫn được bố mẹ cõng ra để đầu tiên tôi nghĩ là đón cái niềm hạnh phúc là được chúng tôi sẻ chia đã, và thứ hai là đón tôi về. Vâng, thưa mọi người, các em bé thì đều rất là háo hức mỗi khi mà chờ đón chị xuất hiện đúng không ạ? Và chắc chắn là trong quá trình làm thiện nguyện của mình thì chị có rất là nhiều những câu chuyện xúc động và đáng nhớ. Chị có thể chia sẻ với khán giả của chương trình Chào Buổi Tối một vài những câu chuyện như vậy không? Tôi luôn luôn nghĩ đến mỗi lần về với mái ấm và đến với bất cứ nơi nào thì tôi có rất nhiều con. Và chúng chạy ra gọi tôi là mẹ. Và đó là cái điều mà tôi có lẽ tôi không bao giờ quên. Hơn thế nữa, đó chính là bản thân tôi cũng nhận được nhiều nghị lực. Và dường như là tất cả những đứa trẻ không may mắn đã cùng tôi vượt qua những khó khăn trong chính cuộc sống của tôi, chứ không phải là tôi đã giúp chúng nó vượt qua khó khăn trong cuộc sống nữa. Vâng, rất là ý nghĩa. Vâng, xin chia sẻ với chị là tôi có hai đứa con. Thì đến bây giờ mặc dù là cậu lớn rất là lớn rồi, nhưng cậu vẫn luôn luôn năm nào cũng viết thư cho ông già Noel. Và cậu ấy tin là ông già Noel là có thật. Rất nhiều người sẽ qua những cái hình ảnh và những chia sẻ vừa rồi của chị thì sẽ thấy chị có lẽ cũng được coi là một ông già Noel. Và nếu bây giờ muốn được gửi một cái thông điệp nào đó đến với mọi người thì chị sẽ nói gì? Tôi tin là ngay chính giờ phút này thì có rất nhiều bé đang được ăn cơm cùng gia đình, đang được trong một ngôi nhà ấm áp, có thể là đang nhận quà Noel của một ông già Noel ở Việt Nam mình thôi. Thì ở mái ấm các con đang ở trong một cái ánh đèn rất là hiu hắt, đọc những cái bài kinh để cầu nguyện cho thế giới được an lành, để cầu nguyện cho những bạn nhỏ khác được sống trong bình an hạnh phúc, và cầu nguyện cho chính mình cũng sẽ gặp nhiều may mắn niềm vui khi mà những đoàn thiện nguyện sẽ về vào những thời gian dịp Noel này, dịp Tết. Thì tôi cũng mong muốn rằng là khi mà mọi người sống trong cùng một cuộc sống, sống trong cùng một cộng đồng thì chúng mình hãy chung tay làm những việc để sẻ chia nhiều hơn, hoặc bằng cách này hay cách khác hãy để các con, chính các con mình có thể tuổi nhỏ làm việc nhỏ cùng chúng tôi, làm những việc nhỏ như vẽ tranh cộng đồng, để từ những tranh đó tôi kêu gọi được những nguồn tài trợ hỗ trợ thêm cho các bạn trẻ khác. Thì bản thân bố và mẹ và các con đều cũng đã có sự sẻ chia rồi. Tôi chỉ mong là mọi người sẻ chia với nhau nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn thôi. Vâng, Noel thì là một cái dịp để cho không bây giờ và bây giờ thì không phải là những người theo đạo Công giáo nữa, mà gần như tất cả mọi người chúng ta có dịp để chia sẻ và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Chị có nghĩ rằng là với cái xu hướng của xã hội bây giờ, con người gần như với những cái phương tiện, với những sự phát triển của công nghệ thông tin thì dường như là con người lại càng xa cách nhau hơn. Thế thì có phải chăng là những cái hoạt động như vậy thì sẽ giúp người ta quan tâm đến nhau hơn và có những cái nhìn thiện cảm hơn, cũng như là không chỉ trong những dịp lễ Tết hay là Noel như thế này? Tôi tin vào điều đó, bởi vì khi mà đã cho một ai đó một cơ hội để được sẻ chia thì họ sẽ tin rằng cái việc nhận lại họ nhiều hơn là cái việc họ cho đi.
Còn trong cuộc sống bình thường chúng ta quá bận rộn với công việc, chúng ta sẽ quên đi rất nhiều những cái mảnh đời ở bên cạnh chúng ta. Bởi vì nhiều khi chúng ta mà nhìn thẳng, quên mất là phải nhìn lại xem là chúng ta bắt xuất phát điểm từ đâu và những khó khăn của mình cần những điều gì, cần ai sẻ chia chưa. Thì thực tế là khi mà cho các con được sẻ chia trong cái dịp này, nó là một cơ hội, nó sẽ nhớ mãi. Nó sẽ nhớ, nhưng là đến dịp Noel năm sau chúng ta sẽ phải có quà, thì chúng ta cũng sẽ được sẻ chia với các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu hỏi là ông già Noel có thật hay không thì đã khiến không biết bao nhiêu đứa trẻ trên trái đất này băn khoăn. Và cho đến bây giờ thì một trong những bài báo được đăng đi đăng lại nhiều nhất trong lịch sử vẫn là bài Có ông già Noel hay không, được đăng lần đầu tiên trên tờ The Sun của Mỹ ngày 21 tháng 9 năm 1897. Và câu trả lời luôn luôn là đó là ông già Noel có đấy. Ông tồn tại hiển nhiên như là tình yêu, như là sự rộng lượng và sự thành tâm đang tồn tại. Và ở ngoài kia thì dù đang có rất nhiều câu chuyện khác với những gì chúng tôi đang chia sẻ trong bản tin ngày hôm nay, nhưng đúng là xã hội của chúng ta đang đối mặt với rất nhiều vấn đề và thiếu thốn lắm cái gọi là sự tử tế. Song quý vị có thể thấy rằng là Giáng sinh đang đến rất gần, đó là một dịp đặc biệt, tất cả ở ngoài kia đều có sự thay đổi. Và vì cớ gì thì chúng ta cũng sẽ không thay đổi, giống như những nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp, yêu thương nhiều hơn và tin tưởng chia sẻ nhiều hơn. Bởi là tất cả những điều đó, bạn chỉ nhận về cho mình những điều tốt hơn. Vậy thì hà cớ gì mà không biến nơi anh trở thành một mùa yêu thương đích thực. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn chị Bùi Thu Phương vì đã dành thời gian đến với chương trình Chào buổi tối của chúng tôi với những chia sẻ vô cùng ý nghĩa như vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn, ngày mai thì đã là Noel rồi và một mùa Giáng sinh nữa lại tới, một ngày lễ Noel nữa lại tới. Cho dù là quý vị và các bạn đang ở đâu và đang ở trong hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng xin được chúc cho tất cả quý vị sẽ có một ngày lễ Giáng sinh, sẽ có một mùa lễ Giáng sinh thật an lành, thật hạnh phúc và ấm áp bên những người thân yêu của mình. Cảm ơn quý vị vì đã đồng hành theo dõi chương trình Chào buổi tối của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.